Chào các bạn, hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thuật để các bạn sử dụng điện thoại thông minh của bạn để điều khiển màn hình OBS khi các bạn sử dụng OBS để livestream. Bên tay phải như các bạn nhìn là mình đang có một cái điện thoại Vivo. Mình đang chiếu lên màn hình để các bạn dễ theo dõi mà thôi. Thực tế là một cái chức để mà chúng ta để điều khiển được cái OBS này bằng cái điện thoại thông minh thì mình đã cài sẵn cái phần ở đây. Tí nữa mình đầu tiên mình sẽ demo cho các bạn biết ở trên điện thoại thì ví dụ như các bạn muốn tắt cái âm thanh cái desktop audio ở đây đấy, thì ở đây nó đang bật đúng không? Chúng vào đây thì bấm tắt này, bật tắt. Các bạn để ý cái phần desktop audio ở đây bật tắt này, hoàn toàn điều khiển ở trên mạng. Các bạn có thể điều khiển từ tương tự với mic này cũng như vậy. Đấy, mic này nha, mình điều khiển mic này. Đấy, các bạn thấy đấy, bật tắt này. Đấy, tương tự nó có các cái phần khác chuyển cảnh này. Ví dụ chúng ta kích vào đây, bạn thấy này, đấy, cái nét này của chúng ta nó đã được điều khiển đúng không? Đấy, điều khiển này. Đấy, và bạn cũng có thể chuyển cảnh nha. Mình có hai cảnh này. Đấy, bạn bật thì thấy ở đây sẽ chuyển cảnh. Đây là chế độ preview em trước này. Đấy, bạn thấy này. Đấy. Chuyển cảnh nhá. Xem được luôn. Ok. Đấy, các bạn bật. Tương tự với cái phần bắt đầu livestream, bắt đầu record màn hình desktop thì chúng ta cũng có các cái cụ. Đấy, ví dụ như mình bấm bắt đầu quay lại màn hình. Đấy, thì các bạn thấy này, khi chúng ta quay thì cái chữ recording nó xuất hiện. Đây nó cũng đã bắt đầu ghi lại. Đấy, và cái nút này nó đang bắt đầu này. Và ví dụ tạm dừng nhá, pause này, tạm dừng. Tức là ở đây nó đã pause này và bấm bắt đầu ghi tiếp này. Đấy. Tạm dừng. Đấy. Kết thúc. Kết thúc. Đấy các bạn là chúng toàn điều khiển OBS này, điện thoại thông minh. Vậy thì thế nào để mà chúng ta có thể sử dụng cái điện thoại thông minh điều khiển phần mình lại mà phần mềm livestream này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước. Trước tiên thì mặc định bạn cài phần OBS thì nó sẽ không có cái web socket setting này mà các bạn sẽ cần cài đặt. Mình sẽ cung cấp cái đường link cho các bạn để các bạn vào download. Thứ nhất là bạn vào cái đường link để bạn tải cái phần OBS web. Đây ở đây nó sẽ cho các bạn hệ điều hành macOS này, Windows này tương ứng. Thì mình sẽ download cái cho Windows. Đây là 4.9.1 phiên bản mới hiện nay. Và các bạn tiến hành đặt như bình thường thôi. Cái bước cài đặt có gì phức tạp cho nên mình bỏ qua cái phần cài đặt. Đấy. Ở đây mình đã về đây có tên là OBS Web Socket 4.0. Các bạn bấm vào cài đặt nhường mà thôi. Đấy. Mình sẽ cài đặt lại cho các bạn xem này. Đấy, các bạn chỉ việc bấm mà thôi, cài rồi nhé. Sau khi các bạn cài xong thì phần tool này nó xuất hiện cái phần menu tên là Web Socket Server Setting. Đấy, cái này nó giúp kết nối giữa thứ ba nữa. Đó. Sau khi cài cái đấy xong, các bạn tiếp tục vào trang của vào cái trang chủ Tupon. Đấy. Sau đó thì bạn sẽ download. Đấy. Ở ngay tại trang chủ này bạn đã nhìn thấy cái phần giao diện ở trên điện thoại ở đây. Các bạn hoàn toàn có thể điều khiển
các cái phần mềm OBS này, phần mềm Photoshop này và rất nhiều cái phần mềm khác hoặc là ứng dụng bật tắt trình duyệt. Đây có rất nhiều nha, các bạn khám phá thêm. Ở đây mình sẽ giới thiệu một vài cái điện thoại thôi vì nhu cầu sử dụng của mỗi bạn là khác nhau. Đây các bạn thấy này, ở đây nó làm việc với từng các cái phần mềm mà nó quảng cáo chủ. Đây có rất nhiều, bạn thoải mái nghiên cứu đấy. Và ở cái phần download này, bạn bấm vào download nhé. Đấy, bấm vào download này, nó sẽ có cái cho Windows, Mac này, Android, iOS này, bạn tiến hành download về. Đây mình đã download rồi. Cái này bước cài đặt nó cũng không có gì phức, cho nên mình cũng đã bỏ qua cái bước cài đặt cái phần mềm này. Ở trên máy tính của chúng ta đã có cái cơ bản, một là cái Tuk Portal, hai là lái cho cái OBS này. Thì tiếp theo các bạn cần phải kết nối cái ở trên cái phần OBS này, bạn vào Tool, bạn mở cái phần WebSocket Server Setting. Ở đây các bạn nhớ lựa chọn các cái phần tích này và cái server 4 số 4. Tiếp theo cái phần password này, các bạn đặt mật khẩu như thế nào thì ở cái Tuk Portal các bạn cũng xem như thế. Ở đây mình đặt mật khẩu 6 thôi. Tiếp theo thì bạn phần Tuk Portal này. Đó, ở đây mình zoom nhỏ lại. Đây là cái phần mềm mà các bạn bấm vào bánh răng để cài đặt kết nối. Quý cái phần OBS nhé, OBS này, vì chúng ta đang điều khiển OBS cho nên các bạn tích vào OBS này. Và các bạn nhớ cái phần IP, ở đây là localhost, đúng rồi, local máy tính cục bộ. Tiếp theo cái port này, hai cái là phải giống nhau, trên cái phần mềm Tuk Portal với cái port trên OBS nó phải giống nhau, và mật khẩu cũng phải giống nhau. Đó, các bạn nhớ tích vào Auto Connect và các bạn bấm lưu. Đó, như vậy là hai cái phần mềm nó đã hiểu nhau. Và cái thứ ba, ở trên điện thoại tất nhiên là bạn cũng sẽ phải download một cái phần mềm có tên là Tuk Portal giống như ở đây. Tuy nhiên thì phần mềm này nó chưa hỗ trợ ta vào cái tiện ích CH Play để mà download cái phần mềm này. Đây sẽ vào cái CH Play để mà các bạn download. Các bạn tìm kiếm cái Tuk Portal này. Tuy nhiên thì là cái phần mềm nó không hỗ trợ ở thị trường Việt Nam và một vài các cái thị trường khác, đất nước khác. Vì thế để sử dụng được cái phần mềm này trên điện thoại của các bạn thì bạn sẽ vào Google tìm kiếm, là mình có thể để đường link. Và đương nhiên rồi, chúng ta sẽ phải một cái phần mềm, một cái trang thứ ba có tên là App3D. Khi mà các bạn cài rồi cái app này thì bạn tìm cái phần mềm Tuk Portal ở trên cái app này thì các bạn sẽ cài được cái tiện ích này. Còn nếu các không cài cái này mà các bạn cài bất kỳ một cái đường link nào khác, không dám đảm bảo là các đường link đó nó an toàn, cho nên các bạn khi mà sử dụng phần mềm cũng như là mạng thì phải uy tín và tin tưởng thì các bạn mới download về, tránh trường hợp các bạn download cái phần mềm các link nó không uy tín, rất dễ bị hack tài khoản, hack điện thoại, rồi thông tin bảo mật của các bạn sẽ bị lộ đó. Cho nên khuyến cáo các bạn download phần mềm phải thực sự từ một cái nhà cung cấp. Ở đây mình chia sẻ cho các bạn cái đường link này, nó là cái đường link các bạn có thể ăn và mình đã sử dụng ở trên chính cái điện thoại của mình. Sau khi bạn cài xong thì các bạn chỉ việc mở cái đường lên mà thôi. Mở trên điện thoại và ở trên máy tính các bạn cũng mở cái tích này và các bạn bấm vào cái biểu tượng kết nối ở đây và bạn bấm vào kết nối với OBS. Đó là các bạn đã có thể sử dụng rồi. Có một điều mình muốn các bạn khi mà các bạn cài đặt cái phần mềm
Tug Portal ở trên lắp trên PC, thì nó có một vài các cái icon mặc giúp cho các bạn điều khiển nhanh chóng, nhưng chúng ta cũng để cấu hình và tối ưu. Đó, ví dụ khi ở phần main này nó cũng có các cái mặc định mà mình muốn tùy chỉnh. Đó, ví dụ như cái phần OBS này thì các bạn phải cấu hình cho, cấu hình cái nút này như thế nào thì nó sẽ không ạ. Nếu các bạn lập trình thì các bạn rất dễ dàng để mà tạo ra các cái nút này, nhưng nếu như các bạn không phải lập trình thì cũng không sao cả, mình hướng dẫn từng bước bạn có thể tối ưu cho mình. Đó, ví dụ khi mà các bạn cài nhé, cái nút này nó không có, ví dụ mình nháy chuột phải, mình bấm delete nó, thấy là ở trên cái điện thoại nó cũng đã mất cái nút đó rồi. Thì để mà bật trở lại cái nút đó thì các bạn chỉ cần tích chuột để các bạn có cái nút bấm đấy, thì khi chúng ta bấm vào nó sẽ thực hiện cái gì. Đó, khi mà mình đang cấu hình cái nút này thì khi bấm vào cái nút đó thì nó sẽ chuyển cảnh nhé. Chuyển cảnh thì bạn kéo chuột xuống cái phần OBS, đây là cái set in, bấm vào và các bạn cảnh cần muốn chuyển. Ví dụ bấm vào đầu tiên thì nó sẽ là cảnh 1. Tiếp theo bấm chọn tiếp vào là các bạn cảnh 2. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tất nhiên ở cái phần on event này có thể thêm với mình không có hiểu. Khi mà chúng ta vào cái cảnh đầu tiên thì nó sẽ xuất hiện đổi chữ hoặc thay đổi màu sắc, thay đổi phông. Nói chung cái cũng rất rườm rà. Sẽ nhanh ở cái phần này. Một cái nút sau mình sẽ nói hướng dẫn cụ thể hơn. Cái nút này thì các bạn có thể ghi tiếng Việt, tiếng Anh. Ví dụ như mình ghi là screen là cái chuyển cảnh chẳng hạn. Đó. Đây, nút của mình nó sẽ xuất hiện. Đây là màu sắc chữ này. Đấy, các bạn có thể xuống cái phần text size có thể chọn phông chữ cỡ. Ví dụ mình chọn là 25 chẳng hạn thì các bạn đã nhìn thấy đúng không? Tiếp theo là cái background cho cái nút bấm này. Thứ nhất là mình phần màu trong suốt. Đấy. Và thứ hai là mình màu sắc cho nó. Đó. Chúng ta có thể chọn màu đỏ là các bạn đã nhìn thấy đúng không? Đấy. Ở phía dưới này các bạn chọn màu bất kỳ không sao cả. Và các bạn đã thấy được cái này đúng không? Tiếp theo thì nếu các bạn muốn cái text này thì các bạn cũng có thể bấm vào cái phần hình ảnh ở đây. Đấy, vào trên này. Các bạn từ computer của các bạn hoặc là chọn từ thư viện có. Ở đây mình sẽ chọn cái ví dụ ảnh, mình chọn cái này đi. Icon này. Mình bấm S. Đấy, thì các bạn đã thấy này, có chữ rồi đúng không? Khi mà có chữ chuyển rồi thì cái này là text này mình sẽ không căn giữa nữa mà mình căn xuống phía dưới này. Đó, các bạn nhìn thấy này. Đây là thiết kế một cái nút bấm để chúng ta nhìn cho nó đẹp mà thôi. Sau khi các bạn thiết kế được như ý thì các bạn bấm vào lưu. Đó, thì các bạn thấy này. Ở trên cái điện thoại nó cũng đã nút này rồi. Tiếp theo nha, cái nút pause này nó cũng không có sẵn đâu. Chứ cái nút pause chúng ta cũng tối ưu tùy chỉnh. Thì cách làm tương tự thôi, các bạn chỉ cái nút đấy. Vị trí này các bạn cũng có thể bấm hoán đổi vị trí cho nhau, ví dụ mình sang đây đấy, và ở bên này nó cũng đã thay đổi nhá. Đấy, ví dụ cái nút pause này, cái nút máy OBS này, cái nút pause ở đây này thì làm nhé sao để chúng ta có thể tùy chỉnh được cái nút pause này. Đấy. Quay sang đây để cho bạn dễ tìm hiểu này. Ở cái nút pause này chúng ta sẽ cùng nhau pause này nó sẽ có nhiều cái việc để chúng ta cấu hình, là chúng ta một cái nút mới nhé. Ở đây này, mình sẽ tạm thời thu nhỏ cái OBS nhá. Ở cái phần on press chúng ta dùng ngón tay bấm vào cái nút pause
ở trên điện thoại. Ở đây các bạn sẽ chọn là bạn sẽ kéo vào cái phần Add Action ở bên tay trái này. Bạn nha. OBS thì nó OBS mình sẽ chọn là cái phần OBS Set Recording. Đấy. Đây mình add thêm này. Ở đây thì nó có các cái phần Start, Power, Resume này. Đấy, có rất nhiều. Thì mình chỉ cần thôi. Đấy, các bạn chọn Power nhé. Thì khi bấm vào thì sẽ tạm dừng và bấm lại lần nữa thì nó sẽ là Resume. Đấy. Ba này là mình thừa rồi cho nên mình xóa bỏ. Bạn chỉ cần nháy chuột phải, bạn xóa bỏ mà thôi. Đấy. Hoặc nếu như các bạn xóa nốt cái nút này thì cái việc copy cái hành động và bấm vào copy all selection. Tiếp theo nháy chuột phải là paste. Đấy. Và các bạn chỉ cần thay đổi cái hành động khi mà bấm nút vào thì nó sẽ là resume lại màn hình. Đó. Và ở cái phần on event này. Khi mình sẽ giải thích này. Khi recording bắt đầu tạm dừng thì cái nút bấm này nó sẽ được thay đổi cái biểu tượng icon thành cái icon này. Đấy. Và tiếp tục khi là resume nghĩa là đang ghi đấy, thì cái icon này nó sẽ thay đổi thành cái biểu tượng này để cho các bạn dễ nhận biết mà thôi. Và đương nhiên là tiếp theo khi mà OBS nó đang ở trạng thái bắt đầu để mà bấm ghi lại, đúng không, thì nó cũng sẽ thay đổi cái icon này thành cái hình tam giác. Và tiếp theo là khi mà OBS tạm ngừng thì nó cũng thay đổi cái icon này thành cái nút này đó. Và khi OBS là ở trạng thái bắt đầu ghi thì cái hành động này nó sẽ thay đổi thành cái icon này. Đấy, mình giải thích qua như vậy. Tuy nhiên những cái này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dễ dàng mà thôi. Mình sẽ xóa này. Cái này các bạn chỉ việc copy mà thôi. Ở đây mình sẽ xóa cái này. Xóa này. Yes này. Đấy, tiếp theo mình cũng xóa luôn cái này. Rồi, ok. Cũng như ở đây mình sẽ xóa toàn bộ, xóa hết này, phải này, xóa hết này, yes này, ok. Đấy, như vậy là cái nút này mình chỉ có hai cái hành động bấm tạm dừng và tiếp tục ghi hình. Cái sự kiện này mình chưa gắn vào đây, thì chúng ta muốn gắn sự kiện vào đây thì các bạn tiếp tục vì đó là sự kiện event này, cho nên bước đầu tiên bạn sẽ chọn event. Event ở đây là mình sẽ chọn là bắt đầu, mình chọn tick này, đúng không? Đây nó nếu mà dân lập trình thì bạn dễ dàng cấu các cái sẵn này, nhưng mà ở đây mình cũng không thạo lắm, mình cũng hướng dẫn cho các bạn. Khi mà OBS bắt đầu bấm vào power thì nó sẽ được thay đổi OBS, cái icon nó thay đổi thì mình sẽ di chuyển lên cái phần trên này. Bạn phần visual này và mình sẽ bấm vào trên button đó. Khi bạn tích chuột vào đây thì bạn sẽ có các cái hành động ở đây. Bạn có thể đặt tên nút này. Ở đây mình sẽ thay đổi là thay đổi icon nhá. Icon ở đây mình luôn từ cái packet có sẵn từ thư viện của nó. Đấy, tương ứng với cái nút tạm dừng pause thì nó sẽ là cái nút này. Đấy, bạn bấm add mà thôi. Đó. Các bạn xong thì các bạn có thể chọn bấm add này. Đấy, như vậy là cái nút này nó đã tương tự. Các bạn lại kéo xuống phần event tiếp theo, đúng không? Event ở đây mình tiếp tục là khi mà cái record này. Đấy, hoặc là các bạn cũng có thể nháy chuột các bạn copy cũng được, không sao cả. Đấy, mình hướng dẫn cho các bạn hai cách. Và tiếp theo là nếu như mà cái OBS này nó lại quay trở lại ghi thì nó sẽ thay đổi cái icon này ở
thì mình lại đưa kéo lên đây và add custom này. Đấy, và đây nó có các cái khi mà bấm vào ghi thì có thể thay đổi chữ này, thay đổi text color này, lên xuống này, có rất nhiều cái ở đây. Background thường thì mình là thay đổi icon, nhìn cái icon này là có thể biết được rồi. Đấy, tích chọn icon, thay đổi icon nhé, hoặc một lúc có thể thay đổi nhiều không. Đây mình sẽ chọn là trên icon này, chọn trên ở đây, và nếu mà là đầu tiếp tục ghi thì mình sẽ chọn cái icon này. Đấy, mình add và bấm add để nó lưu. Như vậy với hai cái động này là nó đã thay đổi cái icon rồi đó. Và các bạn thêm, tiếp tục thêm nhé, thì các bạn có thể copy này, các bạn đưa ra đây paste này, copy cái này paste. Đấy, tiếp theo nha các bạn, cái OBS này nó có ở nhiều trạng thái, ở thái bắt đầu nghĩa là khởi động cái OBS lên ghi đúng không, thì thái này thì cái phần trên icon này nó cũng sẽ thay đổi. Các bạn chỉ cần nháy đúp vào ở đây thôi, kích đúp chuột trên icon và các bạn đổi là cái icon ở đây mình thay đổi là cái này. Đấy, ở sang thắt đầu nha, thì sang là nút này, bấm add. Ok, và khi mà thêm một cái hành động nhá, copy tiếp này, copy và tiếp tục paste phía dưới, kéo xuống, copy tiếp cái này và dán xuống phía. Ok, tiếp theo khi OBS có một cái hành động nữa là đã tạm ngừng sinh ghi thì nó cũng xuất hiện cái này luôn. Sau khi cấu hình xong thì các bạn lưu lại, vậy là chúng ta đã cấu hình được. Đấy, các bạn có thể tạo nhiều cái trang hiển thị các cái đây nhá. Đấy, bấm vào New trang. Đấy. Và bây giờ các bạn thử nhé. Bây giờ các bạn mở cái OBS ở đây mình tắt cái này, cái màn hình OBS này đúng không? Và đây là ở trên điện thoại đúng không? Bấm tải lại này. Rồi các bạn thấy này, khi mà ở trạng thái OBS ghi thì nó sẽ có cái icon màu hình tam giác này đúng không, và có chữ này. Đấy, và tiếp theo là khi chúng ta bắt đầu ghi nhá, thì cái icon này nó cũng sẽ thay đổi và cái OBS này nó cũng sẽ thực hiện. Ví dụ các bạn bấm vào bắt đầu ghi, đấy các bạn thấy này. Ok, cái này quên chưa add một cái hành động khi bắt đầu ghi, nhưng không sao cả, các bạn có thể add tiếp. Khi các bạn bấm chuột vào đây để tạm ngừng nhá, thì nó cũng sẽ tạm ngừng và nó có cái phần tạm ngừng này. Đó, tạm ngừng. Đấy, thấy tạm dừng rồi và bấm tiếp. Đấy, pause này. Đấy, cái icon này nó đã thay đổi. Các bạn bấm tạm dừng này. Đấy, nó đã pause và tiếp tục ghi. Đấy, tạm dừng. Chuyển hình, chuyển cảnh này. Đấy. Chuyển cảnh. Đây, chuyển cảnh đây. Đấy. Đấy. Đây. Cái các bạn điều khiển OBS bằng điện thoại thông minh này, các bạn thấy tạm tắt thanh này, tắt mic này, bật mic này. Đấy. Âm thanh của desktop này, bật tắt này. Đấy. Các bạn thấy này. Đấy. Tạm dừng này. Đấy. Như vậy là ở trong cái khuôn khổ video này thì mình cũng không thể tất cả các chức giới thiệu một cách cơ bản đầy đủ nhất để các bạn cũng có thể làm được, do nhu cầu sử dụng của bạn khác nhau. Thì nếu như các bạn có một cái nhu cầu sử dụng cái tiện ích này để điều khiển theo cái phần mềm khác thì các bạn hãy comment ở phía bên dưới, hoặc các bạn các cái điều khiển bạn muốn được một cái gì đó mà các bạn ở trong video này không nói hết thì các bạn cũng comment phía bên dưới, mình sẽ có cái cho các bạn. Và các bạn thành công, cảm ơn các bạn đã hôm nay hướng dẫn cho các bạn một
thủ thuật để các bạn sử dụng điện thoại thông minh của bạn để điều khiển màn hình OBS khi các bạn sử dụng dùng OBS để live stream. Bên tay phải như các bạn đây là mình đang có một cái điện thoại Vivo. Mình đang phố lên màn hình desktop này để cho các bạn dễ theo dõi mà thôi. Đây là một cái để mà chúng ta có điều khiển được cái OBS này bằng cái điện thoại thông minh thì mình đã cài phần mềm. Ở đây tí nữa mình đầu tiên mình sẽ demo cho các bạn để các bạn biết ở trên cái điện thoại thì ví dụ như muốn tắt cái âm thanh của cái desktop audio ở đây nhá. Đấy, thì bạn thấy đây nó đang bật đúng không? Chúng ta bấm vào đây thì bấm tắt này, bật tắt. Các bạn để ý cái phần desktop audio ở đây nhá, bật tắt này. Toàn điều khiển ở trên điện thoại, các bạn có thể điều khiển từ xa. Tương tự với mic này cũng như vậy. Đấy, mic đây nha, mình sẽ điều khiển mic này. Đấy, đấy này. Đấy, bật tắt này. Đấy. Tương tự nó có các cái chuyển cảnh này, ví dụ chúng ta kích vào đây. Bạn thấy đấy, cái OBS này của chúng ta nó đã được điều khiển đúng không? Đấy, điều khiển này. Đấy. Và bạn cũng có chuyển cảnh có hai cảnh này. Đấy, bạn bấm vào thì thấy ở đây nó sẽ chuyển cảnh. Đây là chế độ preview xem trước này. Đấy, bạn thấy này. Đấy. Chuyển cảnh nhá. Đấy. Xem được luôn. Ok, từ phần bắt đầu live stream, bắt đầu record màn hình đây. Đấy, ví dụ như mình sẽ bấm bắt đầu quay lại màn hình này. Đấy, thì các bạn thấy này. Khi chúng ta bấm vào đây thì cái chữ recording nó xuất hiện. Và ở đây nó cũng đã bắt đầu ghi lại. Đấy, và cái nút này nó đang bắt đầu này. Và ví dụ mình bấm tạm dừng nhá, pause này, tạm dừng này. Đấy, thì các bạn thấy là ở đây nó đã pause tạm dừng này và bấm bắt đầu ghi tiếp này. Đấy. Tạm dừng này. Đấy. Kết thúc này. Đấy, các bạn thấy là toàn điều khiển OBS này bằng cái điện thoại thông minh. Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể sử dụng cái điều khiển phần mềm live stream này, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Trước tiên thì mặc định bạn cài phần mềm OBS thì nó sẽ không có cái phần web socket server setting này mà các bạn sẽ cần cài đặt. Sẽ cung cấp cái đường link cho các bạn để các bạn vào download nhé. Thứ nhất là cái đường link để bạn tải OBS web socket. Đây ở đây nó sẽ cung cấp cho các bạn đâu này. Thì mình sẽ đây là 4.9.1 phiên bản mới nhất hiện tại. Bước cài đặt nó không có gì phức tạp cho nên mình bỏ qua cái phần cài đặt. Đấy. Ở đây về đây có tên là OBS web socket 4.9.1, các bạn đặt như bình thường mà thôi. Đấy, ở đây đây mình sẽ cài đặt lại cho các bạn xem này. Đấy, next đây mình cài rồi nhé. Đấy, sau khi các bạn cài xong thì ở cái phần tool nó sẽ xuất hiện server setting. Đấy, cái này